nào đi xuống cầu tàu cho chúng ra rước cái đây xuống rồi cái te xuống rồi sáng hôm nay thì nhà cầm giấy xuống rồi tại vì ghe bê dữ rồi. Chào mừng quý cô chú anh chị, quý vị khán giả thân thương của kênh Cần Thơ Ký Sự trở lại với kênh. Thì trên kênh vừa qua cũng giới thiệu cho quý vị khán giả rất là nhiều chợ của thành phố Cần Thơ mình. Thì trên kênh quý vị khán giả để ý bên góc phải của cái màn hình đó, có cái mũi tên bấm đi xuống đó. Quý vị khán giả có thể bấm cái mũi tên đi xuống thì những cái chợ, loạt chợ mình có làm trên kênh đó, thì quý vị khán giả có thể xem tất cả các chợ có đường link để ha, quý vị khán giả xem. Thì hôm nay thực hiện video clip này cũng khá là đặc biệt, mình cũng đã làm rồi nhưng mà hôm nay nhân cái dịp mà Tết đến xuân về thì hôm nay thực hiện lại là mình thăm lại chợ Xóm Chài nha quý vị khán giả. Thì mình đang ngồi đây với bài bác này là bác Út hả? Dì hai này là mình có hỏi tuổi là dì hai khá lớn tuổi nha quý vị khán giả. 74 tuổi rồi. Đó, con chạy đò đó. Nhưng mà bà hai này rất là gân nha. Gân là nói về gân là sức khỏe đó. Là bà hai này vẫn còn chạy đò được. Là nhờ bà hai này đưa mình qua bên cái chợ bên kia sông. Đó là chợ Xóm Chài ha. Đối diện với bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ mình. Chợ Xóm Chài. Thì cũng nhờ bà hai mình đưa mình qua sông. Đò ngang đó. Chợ này vẫn hoạt động bình thường hả bà hai? Bình thường, dắt này bệnh đông lắm nè. Đông không? Đông. Tết đồ vui không? Tết thì vui, chỗ này cũng chợ đông lắm, bệnh là đông lâu rồi, nào giờ chợ sung lắm mà. Đây bà hai nhà ở đâu? Cũng bên Xóm Chài luôn mà khúc dưới. Bà hai nhà bên Xóm Chài luôn mà ở dưới? Ừ, dưới khúc chợ mới. Thì bà con cô bác mình bây giờ là chuyển đổi lấy tàu du lịch hết hả bà hai? Lấy tàu du lịch không? Rồi. Mần hồ với là lái về tàu rồi mua tàu mua ghe rồi chạy chứ có mần nghề gì đâu. Rồi, cũng khá đặc biệt nha quý vị khán giả. Thì hôm nay cũng nhờ bà hai đưa mình một cái chuyến đò tham quan chợ Xóm Chài. Đối diện với bến Ninh Kiều nha quý vị khán giả. Thì nhờ bà hai đưa mình ngang sông. Thì tiếp theo thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng xuống đò cùng với bà hai để làm một cái chuyến tham quan chợ Xóm Chài của thành phố Cần Thơ rất là đặc biệt, nằm đối diện với bến Ninh Kiều luôn. Rồi xin mời quý vị khán giả, xin mời. Rồi đây là bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ nha quý vị khán giả. Buổi sáng ha, nói chung là không khí sưng đã tràn ngập rồi quý vị ơi. Thì cảm ơn vừa qua quý vị xem và ủng hộ kênh. Thì hôm nay là một video clip tham quan của chợ Xóm Chài. Thì hôm nay đã là 15 âm lịch của Tết rồi đó quý vị. Thì chúng ta sẽ theo chân của bà hai để qua chợ nha quý vị. Đây, nhờ bà hai đón mình qua sông ha. Chợ Xóm Chài. Rồi giới thiệu với quý vị khán giả ha. Đó là khu vực bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay nhờ bà hai đưa mình sang sông để tham quan chợ nha quý vị khán giả. Rồi xin mời bà hai đã 74 tuổi cũng còn lái đò đưa khách sang sông. Chạy 40 mấy năm rồi. Trời ơi. Bà biết lỗi không à? Lái tàu là phải biết lỗi nha bà hai. À hiểu rồi. Rồi, được, con đi xuống được. Rồi, rồi cảm ơn bà hai. Nha, bà hai đưa mình sang sông. 74 tuổi rồi. Đưa đò sang sông. Xin giới thiệu với quý vị khán giả ha. Là mình có hai hướng, ba hướng. Nói chung là nhiều hướng qua chợ Xóm Chài lắm quý vị ơi. Đây là một cái bến đầu tiên là ngay cầu tàu của bến Ninh Kiều. Còn chỗ chạy cuối của cái bến Ninh Kiều này có cái phà gọi là phà Xóm Chài. Hoặc một con đường thứ ba đó là mình đi qua cầu Quang Trung. Mình đi xuống bên cái mang cá của gia cầu á. Là mình có thể đi qua bên kia là qua bên Xóm Chài.
Rồi hôm nay cũng là một video đặc biệt ha, tham quan chợ Xóm Chài cho quý vị khán giả. Rồi tạm biệt Bến Ninh Kiều ha, trong giây lát. Rồi mình sẽ đi qua bên chợ Xóm Chài quý vị ơi. Dạ. Rồi hôm nay nhờ bà đưa mình sang sông để thăm chợ Xóm Chài những ngày cận Tết ha, giáp Tết ha, cận Tết. Vui nhiều không bà hai? Những ngày Tết rồi bên Xóm Chài mình vui không? Dạ. Chỉ cách một con sông thôi nghe quý vị khán giả ha. Chỗ nào bà hai? Qua Qua Phà luôn, có chợ đẹp. Tên gì ạ? Dạ. Ngang chợ Tân An luôn. Rồi hôm nay là mình theo bà hai, bà đưa mình qua sông nha quý vị. Cảm ơn bà hai rất nhiều ha, đưa con qua sông ha. Rồi thăm chợ Xóm Chài bà hai ơi. Bà hai lớn tuổi rồi, 40 mấy năm đưa đò rồi quý vị. Quý vị có ủng hộ kênh, quý vị bấm vào cái nút like hoặc là cái nút subscribe kênh, đăng ký kênh phía dưới đó quý vị, để ủng hộ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn ha. Xin nhắc lại với quý vị là chợ Xóm Chài đối diện với Bến Ninh Kiều luôn ha. Đối diện luôn. Chiếc xuồng nhỏ đưa em sang xóm nhỏ. Rồi đưa con xin cạc đi, nó có ủng hộ sao ha. Rồi Bến Ninh Kiều đối diện nha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em qua xóm nhỏ. Rồi thăm lại chợ Xóm Chài nha quý vị khán giả. Thành phố bên sông, nhìn từ Xóm Chài đó là thành phố bên sông. Dạ dạ chút xíu con xin. Dạ dạ. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ. Rồi cũng đã gần đến bờ đó quý vị ơi ha. Gần đến bờ. Xin nhắc lại với quý vị khán giả là chợ Xóm Chài ha. Chợ Xóm Chài. Xóm. Để mình hỏi bà bác này tí xíu vài câu sao mà có cái tên là Xóm Chài ha. Rồi quý vị xem ha. Lập chợ bán buôn riết đó người ta mới cho bán luôn. Rồi con hỏi bà hai vài câu, nhiều khán giả thắc mắc rồi con không biết giải thích sao bà hai lớn tuổi có thể biết á, sao mình có tên là chợ Xóm Chài vậy bà hai? Không có tên đâu, có sao đâu, tại vì cũng như là có cái Xóm Chài rồi không có làm bờ kè, sau này ta làm bờ kè rồi đầu mấy ngày bơm cát rồi lên mới đầy đủ đó, rồi mấy người buôn bán cái mà tên là nhỏ chợ nhỏ Xóm Chài đó. Có lâu chưa? Có mới đây hả, mới có mấy năm nay, từ hồi làm bờ kè tới giờ không năm chứ mấy chứ không phải là đánh cá rồi bắt cá rồi kêu à, là Xóm Chài. Không phải bắt cá là kêu là gọi là Xóm Chài, là người ta làm chài lứ có ngày rồi. Xưa cái lứ chài hơi hơi cao giống như mấy cái bảng này nè. Rồi đó mà từ đó, chỗ Bến Đò Ba này dài trong đó là dân làm chài lứ, ở xóm này là xóm lứ nè, cái rồi. Cô này đánh ta bắt làm cá lứ. Nhiều không bà ơi?
Ở thời xưa nhiều lắm chứ giờ cũng còn bắt mà đâu có nghỉ chài rồi đó, chài mà chài ghê đó, để dưới sông nè, cái ghe nó dài giống như ghe đua vậy đó. Rồi. Ta cả hai người ta chèo dưới sông. Người ta ớt xuống. Như qua Tết có cái lễ gì rước bài đó lớn lắm phải không ạ? Gầm tháng Giêng. Gầm tháng Giêng. Gầm tháng Giêng. Lễ đó tên gì vậy bà? Là cái mừng vía bà đó. Vía bà. Vía bà. Ừ. Cuối chợ có cái miếu đó. Cái miếu đó, đang miếu bà. Kia, ừ, miếu bà đó. Gầm tháng Giêng là cúng là tống gió đó. Tống gió, ừ. Lễ tống gió hả? Lễ tống gió đó, lễ như nhà, gió. Nhà mình cũng để người ta đi ngang đó là người ta cúng thì mua mình muối gạo mình đốt cái lò than á, mình để vô cho nó nổ lắm, nó bóp trước cửa mình vậy đó, cũng như là mình trong nhà mình tống cái xui xẻo theo vậy đó. Tống xui xẻo theo á. Ừ. Còn nhiều người ta tin nó dị đoan đó thì người ta đi theo. Rồi. Ta đi tàu đi ghe rồi người ta theo, ta tống bà đó, thả tàu lúc ở ngoài sông cái mà đi theo đông bà. Lắm, trời nhiều lắm chứ vui lắm, bữa đó vui lắm. Ghe tàu năm nào đi cũng, năm nào cũng có ngày, ngày mấy à? Thì bắt đầu ngày 14 ngày 14 ừ, năm 12 13 là bắt đầu mấy ông làm tàu rồi làm. Ồ, ngay miễu luôn vậy là miễu bà ha, miễu bà trong đây là miễu ông, miễu ông, ông mấy ông đi sâu vô đây miễu ông trong thì ngoài ở cái bên Sóng Trài này cũng có nhiều địa danh để tham quan luôn nghe quý vị khán giả. Hay ha. Hay độc đáo. Miễu ông miễu bà, miễu bà này người ta cúng thường xuyên á. Thường xuyên luôn. Thường xuyên ta đi lại cúng. Đấy. Rồi con cảm ơn bà nhiều ha, cho con một số thông tin ha. Rồi. Rồi hẹn gặp lại bà, cảm ơn bà rất nhiều luôn. Rồi. Rồi đây là cái chiếc xuồng đã đưa mình qua sông tham quan chợ Sớm Chài nha quý vị. Rồi chúng ta cùng tham quan chợ Sớm Chài, xin mời. Rồi đi một vòng tham quan chợ quý vị ơi. Cũng rau củ quả cũng đầy đủ ha, bánh mứt có luôn ha. Rồi mình thông qua một vòng chợ cũng nhỏ nhưng mà cũng đầy đủ đồ ăn. Chợ Sớm Chài nha quý vị, cái điều đặc biệt là đối diện với bến Ninh Kiều mình luôn, đó là chợ Sớm Chài. Có giải khát, có ăn điểm tâm luôn, rồi có tập quá luôn nha quý vị. Có điểm tâm luôn nghe quý vị. Quay cá không Linh à? Cá.
Đây, cá đầy đủ đây. Sáng giờ bán đắt chưa chị ơi? Lai gai ha, sống được. Rồi, chợ sớm trời nha quý vị. Bán cũng quán đồ mũ rồi ha, tập quá rồi đầy đủ ha. Rồi gao đi, gao đi, gao đi. À. Xôm á. Đi hết chợ Cần Thơ mình không anh, hay là chỉ ở khu vực này thôi? Hết các chợ Cần Thơ luôn chứ. Ờ, văn nghệ thôi. Trời. Đầy đủ hết anh. Đầy đủ hết. Giao cho hết luôn. À. Đầy đủ hết bà con ơi. Quá. Đủ hết trơn mà. Đầy đủ. Chị nói lấy bộ đồ ông táo là bữa nay là 15 mình ha anh. 16, xin lỗi quý vị ha. 16 rồi. 16 rồi quý vị ơi, xin lỗi. Ở đầu video mình có nói nhầm là ngày 15 nha quý vị. Hôm nay 16 rồi, đính chính lại. Một cái chợ xóm trà nhỏ nhưng mà đầy đủ đồ nha quý vị. Thấy không, thấy dưa cải rồi đây có ha. Sáng là thấy anh này là anh vui vẻ rồi, thấy là ok, hôm nay ok rồi đó. Năm mời của anh luôn. Tuyệt vời ha. Vậy là tới Tết luôn anh. Tới Tết luôn, tới 30 luôn. Tới 30 luôn. Năm nay có 30 luôn. Rồi 30 luôn. Rồi nhắc lại với quý vị là chợ Sớm Chài ha. Cuối của Sớm Chài này có cái miếu bà ha quý vị. Mình sẽ đi cuối đoạn đường luôn. Khoai đầy đủ luôn, giày dép có luôn. Có quán cơm luôn quý vị. Thăm chợ Sớm Chài của bà con mình ha. Buổi sáng nha quý vị. Rồi đối diện bên kia xong là bến Ninh Kiều quý vị ơi. Chỉ cách một con sông thôi. Mình có cái sự khác biệt. Những cái dịch vụ cao cấp nằm bên kia. Còn bên đây là Sớm Chài của bà con mình, cầu đi bộ rồi bên đó đó.
Thì hồi lúc đầu của video mình có nói nhầm nha quý vị. Hôm nay là ngày 16 âm lịch rồi. Mình có nói nhầm là ngày 15 ha. Mong quý vị thông cảm. Có lỗi, biết sửa lỗi. Mong quý vị thông cảm. Nhận lỗi với quý vị. Rất là nhiều tàu ha, đưa khách sang sông. Bên đây là dịch vụ về đưa khách rất là nhiều ha quý vị. Đối diện bên kia sông là bến Ninh Kiều quý vị ơi. Một tòa nhà khách sạn sừng sững ha. Chung là hội tụ những cái dịch vụ về cao cấp. Đó, Mường Thanh luôn, cầu đi bộ luôn. Còn bên đây là Sớm Chài nha quý vị, xin nhắc lại, nhiều khi có lặp lại quý vị coi ngang á, dễ hình dung dễ biết, nhiều khi có lặp lại mong quý vị thông cảm giùm. Rồi nhớ bấm vào like video quý vị ơi. Nhắc lại với quý vị là đối diện với bến Ninh Kiều ha, là chợ Sớm Chài. Rồi tiếp tục mình tham quan quý vị ơi. Tiếp tục tham quan chợ Sớm Chài thôi. Có thể những ngày cận Tết nó sôi động lên mình sẽ trở lại lần nữa ha. Rồi tiếp tục tham quan. Một chợ nhỏ thôi, kêu bằng vùng quê thôi. Nhưng mà nó cách cái sự mà náo nhiệt ồn ào chỉ một con sông thôi. Rồi bên Sớm Chài có cái địa danh này là miếu bà Sớm Chài nha quý vị. Sớm Chài à, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Đây là cái điểm mà cuối chợ luôn á. Thì sau Tết thì cái ngày 14 gầm nó có cái lễ lớn ha. Đây là cuối chợ ha. Rồi chúng ta đi ngược ra chợ rồi đi về bên Ninh Kiều. Rồi rồi mình sẽ đi ngược lại nha quý vị. Đây là cuối chợ, đi ngược lại đầu chợ rồi mình về bên Ninh Kiều lại ha. Cũng khá mộc mạc đơn sơ ha. Gần gũi thân thương ha, bà con mình buổi sáng đi chợ. Du lịch dạ. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe ha. Rồi. Rồi. Cũng khá là ngộ nghĩnh nha quý vị. Nói chung là dịch vụ cũng đầy đủ không thiếu nha quý vị.
Rồi bà con mình tranh thủ đi chợ sớm hen. Rồi một vòng đi ra phía đầu lại. Rồi chúc sức khỏe quý vị luôn xem video vui vẻ những ngày xuân về, Tết đến xuân về vui vẻ. Cảm ơn và cảm ơn quý vị khán giả đã xem và ủng hộ kênh luôn. Cảm ơn, rất là cảm ơn luôn. Nhắc lại với quý vị là chợ sớm trời ha, mình tạm biệt ha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo, những cái chợ tiếp theo ha. Rồi tạm biệt luôn. Vùng quê yên ả ha, cách một con sông thôi là bên kia là Bến Ninh Kiều. Sôi động ha, nhiều dịch vụ cao cấp ha. Rồi tạm biệt luôn.